tổng hợp 10 bộ phim Thái Lan theo chủ đề Người đẹp và quái vật. Ở phim Thái Lan không dễ dàng nhận ra motif này, bởi lẽ quái vật chính là anh chàng cực kỳ đẹp trai với vẻ ngoài lạnh lùng, ngang tàn, hung bạo nhưng bên trong lại luôn ấm áp. Họ ở trong vai một ông trùm xã hội đen, một ông chủ trang trại, đường điền lớn, ông chủ của một tập đoàn, hiểm chung là họ sống trong biệt thự nguy nga và tách biệt. Được dư luận gắn cho những biệt danh mafia, tàn độc, khét tiếng, luôn cho mình là người tối thượng. Khi nữ chính xuất hiện, bằng ngoại hình xinh đẹp, dù dịu dàng hay mạnh mẽ quyết liệt thì cuối cùng cũng cảm hóa được quái vật có được trái tim ấm áp. Chủ đề phim tuy cũ nhưng Người đẹp và quái vật vẫn luôn là chủ đề phim thu hút sự quan tâm của khán giả. Tiếp theo, kênh Green News sẽ tổng hợp những bộ phim hay nhất về chủ đề này giới thiệu đến với các bạn yêu phim nhé. Xem tiếp video để biết đó là những bộ phim nào. 1. Quân Quy Hư Nhai, Tự Việt, Lối rẽ con tim. Phim do Patasaran và Nautisanat đảm nhận. Phim xoay quanh câu chuyện của Bo và Tốt. Bo do Nautisanat đảm nhận, trở về nước sau khi du học, cô phát hiện người yêu của mình là Phong đã ngoại tình và kết hôn với Whitney. Trong lúc đau khổ, Bo đến một quán bar giải sầu. Ở đây, Bo bị một thanh niên bỏ thuốc hồng có ý đồ xấu. Nhưng sau đó, Bo được Tốt cứu và đưa về khách sạn. Do Bo bị say nên sáng hôm sau Bo nghĩ Tốt đã cưỡng hiếp mình. Sau lần gặp đầu tiên, Tốt đã có cảm tình với Bo. Nhưng bất ngờ, Tốt phát hiện ra Bo chính là người yêu cũ của Phong. Vì sợ Bo sẽ phá hoại hạnh phúc em gái nên Tốt yêu cầu Bo kết hôn cùng mình. Tốt đã tìm gặp bố mẹ Bo và nói rằng anh đã ngủ với Bo. Và cuối cùng, bố mẹ Bo cũng đồng ý. Khi hai người sống chung, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Hạnh phúc vừa mới chớm nở thì Bo phát hiện ra Tốt chính là anh trai của Whitney. Hạnh phúc rạn nứt từ đây. Liệu rằng cả hai có giải quyết được khúc mắc này hay không? Và Tốt sẽ phải làm gì để khiến Bo tin tưởng anh một lần nữa? 2. Mujahsila, Tự Việt, Con tim sắt đá. Phim do To Thanapov và Feni Nopira đảm nhận vai nam nữ chính. To do To Thanapov đảm nhận và Min do Feni Nopira đảm nhận là bạn thân từ thuở nhỏ, đồng cảm với nhau vì đều là con của vợ bé. Sau khi mẹ To qua đời, anh đến ở với mẹ kế hàng ngày phải chịu sự hành hạ của mẹ kế và anh trai quái ác. To và Min luôn kề vai sát cánh chống lại những trò quái đản của anh trai To và chị gái Min. Biến cố xảy ra khi To nhảy xuống sông trong một lần ẩu đả với mẹ kế. Nghĩ To đã chết nhưng anh vẫn còn sống và lấy tên là Sila. Với sự cố gắng nỗ lực, Sila trở nên giàu có và lạnh lùng, quay trở lại trả thù những người từng hại mình. Sila là một ông chủ của một club nổi tiếng và luôn giấu thân phận của mình. Nhưng trớ trêu thay, trong kế hoạch trả thù, To gặp lại Min. Min nhận ra anh chính là To và luôn cố gắng chứng minh điều đó. Và mọi diễn biến cũng bắt đầu từ đây. Thứ 3, Halakuraneon, Tự Việt, Cổ tích một chuyện tình. Phim do Mithun Raya và Bimi Bimbrabha đảm nhận với nam nữ chính. Phim kể về câu chuyện tình yêu cắt cốt ghi tâm của cô gái trong sáng và chàng trai đứng đầu một băng nhóm xã hội đen. Pasai, một cô gái có bề ngoài đúng như cái tên của mình, bầu trời trong sáng. Nhưng bên trong thì bị tổn thương bởi người yêu cũ nặng nề. Ngay khi cô biết tin người yêu 10 năm của mình là bác sĩ X, chuẩn bị kết hôn với đồng nghiệp cũng là người thừa kế duy nhất của giám đốc bệnh viện. Pasai đã quyết định nghỉ phép gấp để đi đến Nhật Bản nhằm xoa dịu vết thương lòng này. Pupai, bạn thân của Pasai, quyết định đi theo bạn mình đến Nhật. Tại đây, Pasai vô tình bị Daniel, thủ lĩnh của băng Hoàng Long, bắt làm con tin khi anh bị truy sát bởi một băng nhóm khác và đang bị cảnh sát vây bắt. Daniel mang trong mình nỗi đau chính tay trừ khử người mình yêu thương nhất cùng gánh nặng đưa băng hội đi lên. Pasai cứu mạng sống Daniel khi vết thương của anh quá nặng. Trải qua nhiều gian nan, khó khăn và sinh ra tử với nhau, Pasai và Daniel đã có những hồi ức mà cả đời mình sẽ chẳng bao giờ quên được. Trần Minh, cậu chủ băng Bạch Hổ, kẻ thù không đội trời chung với Daniel vì mối thù sát hại cha và cô gái mà anh yêu. Một cô gái, hai chàng trai cùng mang trong mình tổn thương riêng để rồi bước tiếp cho câu chuyện đời mình. Tình yêu, tổn thương, cắn rứt và thù hận. Là người ta yêu thương hay chỉ là bóng hình ta muốn tìm lại? Thứ tư, Maturot, Logan, Tuyệt Việt, Âm thanh địa ngục, Ngamai Bataradet và Morda Narinrat đảm nhận với nam nữ chính. Suefa, một chàng trai thông minh và quyết đoán, vì thiếu thốn từ nhỏ mà anh quyết định trở thành một tên cướp, sống ngoài vòng pháp luật và không sợ hãi bất cứ điều gì. Trong một lần bất đắc dĩ, anh phải bắt cóc Pat, Nampeon, vị hôn thê của kẻ thù không đội trời chung, cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhưng rất ý nghĩa trong thời gian bị truy bắt. Nếu như số phận đã an bài hai người là của nhau, thì có thế nào họ vẫn được ở bên nhau, và Pat mãi mãi không thể thoát khỏi vòng tay của Pha, cho dù thực tế có ra sao. Một cô gái mới 17 tuổi và chưa biết nhiều gì về thế giới nguy hiểm bên ngoài, được bảo vệ và che chở bởi gã đàn ông đã quá hiểu sự đời. Cô không thể nào che giấu được cảm xúc trước sự ấm áp đến kỳ lạ,
liệu cuối cùng họ có thể ở bên nhau và tình yêu giữa hai con người ở hai thái cực khác nhau có thể là đúng hay không? Thứ 5, Nerut Rai Kronfai, tự việc Nợ tình trong lòng lửa, phim do Alex Teradat và Patricia đảm nhận với nam nữ chính. Vì phải chứng kiến cả gia đình bị bắn chết vào sinh nhật năm 7 tuổi mà Charlita bị sốc đến mất ký ức. Cũng trong đêm đó, cậu bé 15 tuổi Kevin bị cha ép ra tay giết 3 người, đồng thời Kevin phải rời xa Charlita để cô được an toàn. Nhiều năm sau, Charlita được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Charlita chỉ biết rằng lần nhận nuôi này có một người đứng đằng sau được cặp vợ chồng gọi là thiếu gia. Người thiếu gia ấy chính là Kevin, do Alex Teladet đảm nhận, là con trai thừa kế của đại ca xã hội đen, chủ yếu kinh doanh khách sạn và sòng bài. Anh rất ghét công việc của gia đình, nhưng một khi nhận lời làm thì làm hết sức. Anh chấp nhận giết 3 người để đổi lấy tính mạng cho Charlita, nhưng đồng thời anh không thể ở bên cô bằng thân phận cũ. Vậy nên chỉ có thể đứng từ xa trông chừng chăm sóc cho cô. Liệu rằng cả hai câu hỏi giải được hiểu lầm lúc nhỏ và có thể được ở bên nhau hay không? Thứ 6, Roran Fai, tự việc Đùa với lửa, phim do Nuna Kuranut và Ken Tharaden đảm nhận với nam nữ chính. Mang trong mình mối thù gia đình, Kemika, Chakrik đã lừa tán tỉnh cô và bỏ trốn trong ngày cưới của họ để trả thù. Cùng lúc đó, Yada, chị gái của Kemika, đã gặp và yêu Chakrik ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yada sẽ thế nào khi người yêu lại là người đã phụ bạc em gái và ngọn lửa thù hận của Chakrik có tắt khi anh đã yêu say đắm cô gái của kẻ thù? Thứ 7, Morasom Sokwat, tự việt, bão tố cuộc đời, phim do Wes Sokolawat và Pritesanaya đảm nhận với nam nữ chính. Say âm phu, do Wes Sokolawat đảm nhận, một doanh nhân thành đạt của ngành xây dựng, đồng thời cũng là một chàng trai đào hoa có sức hấp dẫn với các cô gái. Đã tình cờ gặp gỡ Kumarika, con gái thứ của Prut, một cựu thứ trưởng quay ra đầu tư kinh doanh bất động sản. Anh chàng lãng tử, giàu có và đào hoa đã nhanh chóng bị Kumarika, cô nữ sinh mới tròn 17 tuổi chinh phục bằng sự ngây thơ, trong trắng nhưng cũng rất mạnh mẽ của mình. Mối tình của hai người tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã tạo ra biết bao giông tố cho mối tình của lứa đôi này khi Kumarika phát hiện ra Saimu thực chất là một tên mafia của băng đảng khác tiếng. Những hiểu lầm liên tiếp đã khiến họ phải rời xa nhau. Rốt cuộc, bão tố cuộc đời sẽ đẩy Saimu và Kumarika đi về đâu, liệu họ có được gặp lại nhau nữa hay không? Thứ 8, Buan Ruth Satan, tự việt, bảy tình quỷ dữ, phim do Truman Pacon và Maserati đảm nhận với nam nữ chính. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình đáng yêu giữa anh chàng giám đốc trẻ Hamarat và cô nàng thông minh xinh đẹp Nick. Sau khi có dự án xây dựng trung tâm thương mại tại một khu đất thuộc sở hữu của gia đình Chombonik, Hamarat đã cố gắng tìm cách để mua lại khu đất này nhưng không thành công. Tất cả các chiêu trò của anh đều bị cô gái trẻ Nick giải quyết một cách êm đẹp. Sau một loạt trò chơi kinh doanh, anh mới chợt nhận ra có thế lực hùng mạnh đang đứng sau chờ cơ hội lật đổ mình. Bỏ qua tất cả, Hamarat và Nick quyết hợp tác để đáo lại thế lực đang ẩn mình trong bóng tối. 9. Conlacot Pay, tự việt, Không chung bầu trời, phim do Wellington Panyakon và Shirin Pedejaron đảm nhận với nam nữ chính. Chanika đang du học tại Mỹ thì nhận được tin bố đột quỵ tại quê nhà, bố cô gần như bị liệt, số tiền cần để điều trị rất lớn. Cô phải bỏ dở việc học để trở về, nhưng về tới Thái Lan thì lại biết tin gia đình cô đã bị phá sản. Trong khi suốt 7 năm du học, cô lại chỉ biết ăn chơi, tiêu xài hoang phí nên bây giờ không còn tiền chữa bệnh cho bố. Cô đi xin việc khắp nơi nhưng chẳng nơi nào nhận vì cô chưa tốt nghiệp đại học. Cùng lúc đó, San, bạn thân của Chanika cùng du học với cô, vốn ghen ghét cô từ lâu, đã lợi dụng tình cảnh của Chanika để cướp bạn trai cô là Pat. Đồng thời giới thiệu cô tới đồn điền cao su của một người họ hàng, Chinabat, họ mượn tay Chinabat trả thù cô. Chinabat là người đàn ông cô độc, bị mang danh cưỡng bức người yêu của bạn mình, Bantom, đến mức cô ấy có thai rồi tự sát. Bị đổ oan, mọi người xa lánh, chửi rủa, Chanibat mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tình yêu. Chanika trên đường tới đồn điền gặp Chinabat thì nghe được tin đồn về anh về sự cảnh báo của Pantong. Đã khiến cô vô cùng sợ hãi mà tìm cách bỏ trốn, nhưng do tin tưởng vào San nên cô vẫn quyết định ở lại làm việc cho Chinabat. Thời gian trôi qua, lịch sử lại lặp lại khi cả hai người đàn ông, Chinabat và Pantong đều đem lòng yêu Chanika. Một lần nữa, họ lao vào cuộc tranh giành tình yêu của cô gái trẻ. Mẹ Chinabat không thích Chanika vì nghĩ cô đến với anh vì tiền, liền gọi Min, cô gái mà bà ưng ý đến muốn cô đính hôn với con trai bà. Để đối phó với sự ép buộc của mẹ, Chinabat đã đề nghị Chanika kết hôn với anh, đổi lại anh sẽ trả toàn bộ tiền điều trị cho bố cô. Chanika đồng ý, nhưng có yêu cầu sẽ ly hôn với anh ngay khi bố cô khỏe lại. Sau khi cưới, tình cảm của Chinabat và Chanika lớn dần lên. Trong khi đó,
Nút lại có quan hệ với Ban Tông, dẫn tới có thai giống như Suiri, vợ trước cưới của Ban Tông trước khi tự sát. China Park bao giờ mới được giải mối oan và tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Thứ 10, Ra Antoquan, tự việc Mộng Ương Ương, phim do Âu Atichak và Beth Bachara đảm nhận vai nam nữ chính. Mộng Ương Ương là câu chuyện về sự gặp gỡ đại định mệnh giữa Surizani và Tantoquan, giữa họ chỉ có hiểu lầm, nước mắt và sự thù hận. Phía trước của cả hai chỉ là màn đêm đen kịt, thế nhưng trái tim họ lại thổn thức vì nhau. Họ yêu nhau, ngay cả khi biết rõ mãi mãi chẳng thể nào đến bên nhau, một quá khứ đau buồn, một hiện tại đầy nước mắt, một tình yêu như giấc mơ giữa ban ngày. Liệu có thể có phép màu nào giúp họ được làm một đôi uyên ương nắm tay nhau đi hết cuộc đời dưới ánh dương rực rỡ hay không? Đó là tổng hợp 10 bộ phim ngôn tình Thái Lan theo chủ đề Người đẹp và quái vật hay nhất mà Ken Winnie muốn giới thiệu đến cho các bạn. Chúc các bạn xem phim vui vẻ!